Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Khám Phá. Việt Nam là quốc gia có hệ thống sông ngòi dày đặc, cũng như có một đường bờ biển kéo dài dọc theo chiều dài đất nước. Dọc theo mảnh đất hình chữ S, đầu đầu ta cũng thấy những kịp cầu bắc ngang qua sông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Không những vậy, mỗi cây cầu được xây lên đều mang trong mình những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc theo dòng thời gian. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá top 7 cây cầu dài nhất Việt Nam. Các bạn hãy dành chút thời gian xem hết video này, cũng như nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé! Cầu Đình Vũ – Cát Hải. Cầu Đình Vũ – Cát Hải còn gọi là cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, là cây cầu vượt biển ở thành phố Hải Phòng, đứng đầu trong top 7 cây cầu dài nhất Việt Nam, với tổng chiều dài 5.442m. Cầu có bề rộng 16m với 4 làn xe và được thiết kế với tốc độ tối đa là 80 km/h. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 2 năm 2014. Đến ngày 2 tháng 9 năm 2017 thì chính thức được đưa vào sử dụng. Dự án cây cầu dài nhất Việt Nam nhằm giảm thiểu tai nạn và rủi ro do vận chuyển bằng phà và xà lan, giảm tai nạn và tắc nghẽn giao thông hàng hải tại kênh Nam Triệu, kích thích phát triển công nghiệp ở ven biển Hải Phòng và thúc đẩy hoạt động du lịch tại quần đảo Cát Bà. Ngoài ra, dự án là sản phẩm của sự kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản với hàng loạt công nghệ và quy trình phức tạp. Cầu Vĩnh Thịnh. Cầu Vĩnh Thịnh là cây cầu bắc qua sông Hồng, nối thị xã Sơn Tây, Hà Nội với huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, với tổng chiều dài 4.480m, là cây cầu dài thứ hai Việt Nam và là cây cầu vượt sông dài nhất Việt Nam. Đây là cây cầu kết nối chính của Vành Đai 5, nối thành phố vệ tinh với khu công nghệ cao và các điểm du lịch. Đồng thời, cầu Vĩnh Thịnh còn mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa các tỉnh Tây Bắc và thủ đô Hà Nội. Nhờ đó, khoảng cách phát triển giữa các vùng và cả nước ngày càng được thu hẹp. Cầu Vĩnh Thịnh được xây dựng trên cơ sở khoản vay ODA trị giá 137 triệu USD từ Hàn Quốc. Cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân là cây cầu dài thứ 3 Việt Nam bắc qua sông Hồng, nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh, Hà Nội, với chiều dài 3.900m. Đây là cây cầu dây văng dài và lớn nhất tại Việt Nam, là huyết mạch chính của thủ đô Hà Nội. Cầu rộng 43,2m với 8 làn xe, được xây dựng với tổng mức đầu tư lên tới 13.623 tỷ đồng, thi công trong vòng 6 năm. Đến ngày 14 tháng 1 năm 2015, được khánh thành đưa vào sử dụng. Cầu Nhật Tân không chỉ là biểu tượng của thủ đô Hà Nội, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Nhật Bản. Năm trụ tháp chính của cầu tượng trưng cho năm cánh hoa đào, đây là biểu tượng của làng Nhật Tân và cũng là loài hoa biểu tượng của Nhật Bản. Sự xuất hiện của cầu này đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa sân bay Nội Bài và trung tâm thành phố Hà Nội. Cầu Vĩnh Tuy. Đứng thứ 4 trong top 7 cây cầu dài nhất Việt Nam là một trong những công trình kiến trúc của thủ đô Hà Nội. Cầu Vĩnh Tuy với chiều dài 3.690m, cầu nối hai quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên bắc qua sông Hồng. Mặc dù bắt đầu xây dựng từ năm 2005, nhưng mãi đến năm 2010 mới hoàn thành do việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Cây cầu dài thứ 4 Việt Nam được thiết kế với 4 làn xe, 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt và 1 làn xe hỗn hợp. Do vị trí là tuyến đường huyết mạch nên đây là nơi vận chuyển một lượng lớn các phương tiện giao thông, vận chuyển khứ hồi khoảng 35.000 lượt xe một ngày. Đặc biệt, ngày 9 tháng 1 năm 2021, cầu Vĩnh Tuy chính thức bước vào giai đoạn thứ 2, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Cầu Thăng Long. Được biết đến là một trong những cây cầu lâu đời nhất tại Việt Nam, cầu Thăng Long là ứng cử viên đứng thứ 5 trong top 7 cây cầu dài nhất Việt Nam. Cây cầu này được xây dựng từ năm 1974 và hoàn thành 11 năm sau đó, năm 1985, với chiều dài 3.116m. Cầu Thăng Long không chỉ mang giá trị to lớn về lịch sử, kinh tế, mà còn thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam và Liên Xô lúc bấy giờ. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Thăng Long là một trong những cây cầu lớn và hiện đại nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Ngoài ra, cây cầu lịch sử này với quá trình xây dựng của nó cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà thơ, nhà văn lấy đề tài để sáng tác văn chương.
Cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì là cây cầu lớn nhất trong dự án 7 cây cầu của Hà Nội bắc qua sông Hồng. Cây cầu nằm trên lý trình km 164+646 quốc lộ 1, nối quận Hoàng Mai với huyện Gia Lâm, Hà Nội. Với chiều rộng cầu hơn 33m và dài 3.084m, dài thứ 6 Việt Nam. Cầu Thanh Trì là cầu bê tông cốt thép, dự ứng lực dài và rộng nhất Việt Nam tại thời điểm hoàn thành. Cầu được thiết kế 6 làn xe, trong đó có 4 làn xe chạy nhanh. Tốc độ này giúp ô tô có thể di chuyển với tốc độ 100 km/h, giúp đối phó với lượng lớn phương tiện lưu thông trong nội thành Hà Nội. Cầu Thanh Trì có vai trò quan trọng về mọi mặt của đất nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc. Cầu Vàm Cống. Cầu Vàm Cống là cây cầu dây văng bắc qua sông Hậu, nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam, với chiều dài 2.970m, dài thứ 7 Việt Nam. Cầu Vàm Cống cách bến phà Vàm Cống khoảng 3km về phía hạ lưu sông Hậu và thay thế cụm phà này kể từ khi cầu đi vào hoạt động ngày 19 tháng 5 năm 2019, với tổng mức đầu tư hơn 5.687 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Cầu Vàm Cống là một trong hai cây cầu dây văng lớn nằm trên tuyến đường Cao Lãnh – Rạch Sỏi, thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long và dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây. Như vậy, Top Khám Phá đã cùng các bạn điểm qua top 7 cây cầu dài nhất Việt Nam. Với đặc điểm địa hình sông ngòi dày đặc, Việt Nam chúng ta đã phải rất nỗ lực để xây dựng nhiều cây cầu lớn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế xã hội các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé!